taxi gì mà lâu thế nhở? Gọi mãi mà chưa thấy đến. Anh làm ơn cho tôi về nhà với. Cô gì ơi, hình như là cô nhầm xe rồi đấy. Tôi không phải là lái xe taxi. Xin lỗi cô nhé, mời cô xuống xe cho. Nhầm làm sao được, tôi đang còn tỉnh táo lắm. Cho tôi về số nhà 115 ngõ 4 đường Đồng Cửa phường Lê Lợi. Này, cô gì ơi, cô tỉnh lại đi, cô ơi. Là ma men mà. Này cô dậy đi, đến nhà cô rồi đấy. Làm cái gì mà ồn ào thế, đang ngủ ngon. Dậy đi bà cô ơi, đến địa chỉ mà cô nói rồi đấy. Dậy đi rồi cho tôi còn đi chứ. Đến rồi á? Sao mà tôi thấy khó chịu thế nhở? Anh cho tôi ra ngoài nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, cái làm gì xe của tôi vậy? Trời. Ui, cái đầu của tôi sao mà đau thế nhở? Đói bụng quá, phải đi kiếm cái gì ăn mới được. Ơ nhưng mà cái túi của mình đâu rồi nhở? Thôi chết rồi, mình bị mất túi rồi. Sao trên xe của mình lại có cái túi này nhỉ? Chắc là quả ma men ngày hôm qua để quên rồi. Phạm Phòng An à? Thôi thì đã làm cái tốt thì làm cho chót. Mà để trả cho cô ta vậy. Chuông cửa nó đâu ấy nhỉ? Anh tìm ai? Làm gì mà cứ thập thò cổng cho tôi thế? Tôi lái xe ngày hôm qua. Đây là túi của tôi mà. Sao nó lại ở trong tay anh? À, anh lợi dụng lúc tôi say nên lấy trộm nó chứ gì? Lại còn mò tới tận đây có ý đồ xấu nữa à? Ê, cô hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu. Tôi đem túi đến đây là để trả cho cô đấy. Trả cho tôi á? Anh lại còn chối à? Giám đốc của cô đâu? Tôi cần gặp anh ấy. Xin hỏi chị có hẹn trước chưa ạ? Cô mới tới đây làm việc đấy à? Gan của cô cũng to đấy nhở? Cô có biết tôi là ai không hả? Xin lỗi chị, tôi chỉ làm đúng theo quy định của công ty thôi.
Ơ kìa, chị đi đâu đấy? Cái con Danh này, mày dám để tao ra à? Mày, chị làm cái gì đấy? Bỏ tao ra, tao không bỏ đấy. Mày làm gì với tao? Chỉ là một con thư ký quen mà dám ngăn cản tao à? Mày xin lỗi tao không? Chị không đúng, tại sao tôi phải xin lỗi chị cơ chứ? Tao bảo là mày xin lỗi tao không? Chị đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Mày có tin tao bảo anh trai tao đổi việc mày không hả? Xin lỗi cô hả? Được coi thật đấy. Là anh sao? Anh làm gì ở đây? Anh là ai? Không phải chuyện của anh thì đừng có mà xếp vào. Tôi là đối tác làm ăn với công ty này. Anh và cô ta có quan hệ gì? Thế cô là gì trong công ty? Muốn gặp lãnh đạo của công ty thì cần phải có hẹn trước. Cô không biết điều đó à? Tôi không cần biết. Tôi nói cho anh biết nhá, tôi là em gái của giám đốc công ty này đấy. Đúng là hết nói rồi cô mà. Vừa vô lý vừa hung hăng. Anh! Dạ, chào chủ tịch Tân ạ. Chào giám đốc Ân. Anh có cô em gái tuyệt vời đấy. Dạ, em xin lỗi. Về nhà em sẽ dạy lại ạ. Mong anh bỏ qua cho. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Tân, chủ tịch của FM và là đối tác lớn của công ty chúng ta đấy. Huyền, xin lỗi anh Tân đi. Xin lỗi? Thế đã được chưa? Đúng là xui xẻo. Tôi nghĩ người cần xin lỗi không phải là tôi đâu, là cô gái kia đấy. Xin lỗi. Cô cứ chờ đấy, để rồi xem tôi sẽ xử lý cô như thế nào nhé. Chủ tịch Tân, mời vào phòng họp. Chúng ta sẽ cùng bàn về dự án lần này. Ok. Mời anh. Phần nội dung bàn hôm nay tôi thấy khá là ok. Những nội dung còn lại hẹn anh hôm khác, chúng ta sẽ cùng bàn tiếp. Phòng marketing của chúng tôi vẫn đang tích cực để lên phương án mới. Nhưng chắc chắn với anh một điều, đó là chúng tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. Được thôi, tôi hy vọng là chúng ta sẽ hợp tác thành công. Chào anh. Chào anh. Này anh. Chủ tịch Tân, tôi biết là anh rất bận, nhưng mà anh có thể dành cho tôi một chút thời gian được không? Tôi có điều muốn nói. Có chuyện gì vậy? Anh còn nhớ tôi không? Tôi... Hôm trước tôi thấy cô ghê gớm lắm mà, sao hôm nay để bắt nạt dễ dàng thế? Tôi xin lỗi nhá, tại hôm trước tôi hiểu lầm anh là ăn trộm. Mà cũng tại anh ý, sao không nói rõ cho tôi biết đi? Tôi đã nói, đã cố giải thích, nhưng mà cô cố tình không chịu hiểu. Còn chuyện ngày hôm nay ấy, cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô mà tôi không chịu nổi. Thế nhá, bây giờ tôi có việc rồi, tôi đi trước. Chào cô. Sao lại có người lạnh lùng như thế nhở? Liệu trái tim của anh ta có làm bằng băng hay không? Chủ tịch, tôi là An ở công ty Đa Gia đây. Tôi đến để đưa tài liệu của họp ngày mai ạ. Chủ tịch. Chào chủ tịch ạ. Cô đến rồi đấy à? Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu. Tôi đang cảm thấy trong người không được khỏe. Chủ tịch, chủ tịch, anh có làm sao không? Anh ngồi xuống đây đi. Sao chán anh nóng thế này? Anh bị sốt mất rồi. Tôi không sao đâu. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi. Anh xem anh kìa, người không có chút sức lực nào mà bảo không sao à? Anh nghỉ ngơi đi, để tôi nấu cho anh bát cháo, ăn lấy lại sức.
Chủ tịch, anh ăn đi cho nóng, ăn vào sẽ khỏe ngay thôi. Tranh thủ lúc anh ngủ, tôi cũng đi mua thuốc rồi. Anh ăn đi, để còn uống thuốc nữa. Lâu lắm rồi mới có người nấu cháo cho tôi ăn như này đấy. Kể từ khi mà mẹ tôi... À mà thôi, cháo của nó rất ngon. Cảm ơn cô nhé. Anh quá khen rồi. Thôi anh ăn đi, tôi còn đi dọn dẹp nhà giúp anh, rồi tôi cũng về luôn đây. Giám đốc, tài liệu anh cần đây ạ. Anh cảm ơn. À này, em ở lại đây nói chuyện với anh một chút được không? Dạ, để khi khác đi ạ. Anh làm việc đi, em còn có một số việc cần phải làm. Anh xin phép ạ. Tôi nói sao ấy, thì em làm như thế đi. Tình cảm của tôi dành cho em như thế mà em vẫn cố tình không hiểu à? Giám đốc, anh làm cái gì thế? Tôi không hiểu ý anh. Em đồng ý làm người tình của tôi đi. Tôi đã chán ngấy con mụ vợ già, vừa lắm lời, vừa nhiều chuyện ở nhà rồi. Ý anh là chúng ta cặp bồ sao? Xin lỗi giám đốc, tôi không làm được. Rượu mời không uống, em lại muốn rượu phạt à? Xin phép anh. Để rồi xem, tôi nhất định sẽ có được em. Úi giời, dẹp anh trai của em kìa. Cánh đàn ông các anh đúng là tham lam mà, chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Thế mà vẫn bị cô ta từ chối. Cô ta đúng là cái đầu không biết điều. Em tới lâu chưa? Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá cả thôi. Đặc biệt là với cô ta. Cô ta đã làm thế với em thì em sẽ cho cô ta trả giá thật đắt. Em sẽ nghĩ cách giúp anh có được cô ta. Nhưng mà đổi lại, anh phải mua cho em con iPhone 13 đấy. Ok, điện thoại ấy à? Chỉ cần em giúp anh có được cô ta thì em muốn cái gì cũng sẽ có hết. Được, giao cầu hoàn thành. Anh cứ chờ xem em sẽ xử lý cô ta như thế nào nhá. Em có cách gì? Ngày mai em sẽ dụ dỗ cô ta đi khách sạn, rồi sau đấy thì em sẽ cho cô ta uống thuốc ngủ. Việc còn lại ấy, là của anh đấy. Được. Em làm cách nào mà dụ được cô ta đến đây hay vậy? Cô ta đúng là nhẹ dạ cả tin. Nhưng mà thôi, việc đấy thì anh không cần quan tâm đâu. Em sẽ cho cô ta biết cái giá phải trả của việc làm em bẽ mặt trước mặt mọi người. Việc của em xong rồi, còn lại anh tự lo liệu nhá. Mà nhớ, trả công em cho xứng đáng đấy. Ok, cảm ơn em. Anh sẽ không bao giờ quên công lao của em đâu. Mẹ này, nhớ là tuyệt đối giữ bí mật, không được cho mọi người biết, nhất là con mụ vợ của anh. Cô ta cứ giữ như hổ ấy. Được rồi, em sẽ giữ bí mật. Chúc hai người vui vẻ nhé. Này này, anh đến tìm ai? Tôi đến tìm ai? Rõ ràng khi nãy tôi thấy anh đi cùng cô vào đây, sao bây giờ chỉ có mình cô đi ra? Ở đây không có ai tên An cả. Anh đi chỗ khác mà tìm đi. Cô tránh ra. Này, Giám đốc Vân, tôi thật không ngờ anh lại là con người như vậy đấy. Nó lúc đi rồi. Anh nặng lời như vậy làm gì? Chúng ta đều là đàn ông với nhau, đáng nhẽ ra
anh phải hiểu với tôi chứ. Cô sẽ đưa anh đi, cô sẽ không để anh hãm hại cô ấy đâu. Tôi khuyên anh nghĩ kỹ lại đi. Anh làm anh hùng cứu mỹ nhân thì được cái gì chứ? Có thể anh sẽ mất nhiều năng được đấy. Anh đang đe dọa tôi đấy à? Tôi không đe dọa đâu. Anh dám đưa cô ấy đi thì hợp đồng giữa chúng ta chắc là sẽ không thể ký được nữa rồi. Đúng là đồ bị ổi. Tôi sẽ hủy hợp đồng với công ty của anh. Tránh ra. Anh Tân, có chuyện không hay rồi. Anh không biết gì à? Bây giờ khắp nơi đều tung tin đồn là công ty SVM làm ăn phi pháp. Các hợp đồng với SVM đều bị hủy và hoãn lại rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Em cứ bình tĩnh đã. Kể từ khi em nghỉ việc ở bên đó qua đây làm, hắn đã dồn nén hận thù rồi dồn chúng ta vào bước đường cùng. Em đừng lo, chuyện này anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Bây giờ cũng mới chỉ là tin đồn thôi. Mình làm ăn chân chính thì không việc gì phải sợ cả. Tất cả là tại em. Xin lỗi anh, bây giờ mà các hợp đồng với FVM mà bị hủy thì công ty sẽ tổn thất rất lớn, có khi phá sản mất. Ngọc à, lỗi không phải do em, mà là do anh không giải quyết chuyện này ổn thỏa. Bây giờ anh sẽ tìm cách ngăn chặn thông tin kia và cố gắng trả lại sự trong sạch cho mình. Em yên tâm nhé, hãy tin ở anh. Đã mấy ngày hôm nay rồi mà mình vẫn không thể nào liên lạc được với An. Không biết là có chuyện gì không nữa. Ai đây? Chẳng phải là chủ tịch Tân đây sao? Sau một thời gian không gặp, trông anh cũng tiểu tụy quá nhở. Chắc là bây giờ anh đang lo lắng lắm. Khi biết công ty mình sắp phá sản, bạn gái thì lại đi theo người khác nhỉ? Cái gì? Cô nói sao cơ? An giờ đang ở đâu? Mấy ngày hôm nay tôi không liên lạc được cho cô ấy. Biết là anh sẽ rất sốc, nhưng mà tôi vẫn phải nói cho anh biết. Người con gái mà anh sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đánh đổi vì cô ta ấy, cô ta đến gặp anh trai của tôi để cầu xin anh trai tôi cứu mang cho cô ta đấy. Cô lời dối. An không phải loại người như vậy. Tin hay không thì tùy anh thôi. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, người phụ nữ ấy, người ta chỉ thích người có tiền, người có thể giúp họ dựa dẫm được thôi. Chứ còn anh nhìn lại cái bản thân anh xem. Anh đúng là quả thật quá thảm hại rồi đấy. Tin mới nhất, công ty BBM bị tố cáo làm ăn phi pháp, rửa tiền, trốn thuế. Hiện công an đã vào cuộc điều tra. Giám đốc BBM là Trịnh Đức đã bị bắt tạm giam. Thông tin chi tiết chúng tôi sẽ đưa bản tin sau. Anh Tân, hôm nay em đến đây là để chào anh. Em sắp phải đi xa rồi. Cảm ơn anh vì đã luôn giúp đỡ em lúc khó khăn hoạn nạn. An, thời gian vừa qua em đã đi đâu vậy? Anh vất vả đi tìm em có biết không hả? Em xin lỗi anh, em có lỗi với anh rất nhiều. Cô An, tất cả là do cô mà anh trai tôi bị bắt, công ty thì bị đóng cửa, cô cố tình tiếp cận anh trai tôi có đúng không? Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu cái gì cả. Cô ta cố tình cầu xin anh trai tôi cho cô ta một cơ hội. Rồi cô ta nhân cơ hội đấy, ngấm ngầm bên cạnh điều tra. Sau đấy thì cô ta thu thập thông tin rồi gửi cho công an. Đúng là núi ong tay áo mà. Ngày hôm nay tôi phải giết chết cô. Thôi đi, đủ rồi đấy. Tôi cấm cô không được đụng đến cô ấy. Cô mà đụng đến cô ấy, tôi để cho cô yên đâu. Các người
cười đúng là cá mẹ mà nữa. Còn cô nữa, không xong với tôi đâu. À, thế là người gửi tập tài liệu để mình ngoan trẻ về mà chính là em à? Em tin ở Hiền gặp lành, người như anh sẽ được báo đáp. Anh giúp đỡ em rất nhiều rồi. Em chỉ có làm cách đấy thì mới đền đáp được anh thôi. Anh cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Em đã cứu anh, cứu cả công ty và cứu hàng trăm nhân viên sắp bị mất việc nữa. Anh không biết phải đền đáp cho em như thế nào nữa. Anh không cần đền đáp đâu. Em chỉ cần anh vui vẻ hạnh phúc. Còn như thế khi đi em mới yên lòng. Không ăn à? Em ở lại với anh đi. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng FVM ngày càng lớn mạnh và phát triển. Được không em? Em xứng đáng mà. Những ngày mà xa em, anh mất ăn mất ngủ, anh mới biết em quan trọng với anh như thế nào. An, em đồng ý là bạn gái nhá. Anh hứa, anh sẽ chăm lo cho em cả cuộc đời này. Anh làm em bất ngờ và bối rối quá. Anh hứa, anh hứa sẽ chăm lo cho em cả cuộc đời này. Anh sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp em nữa. Cho dù em có say rượu, anh sẽ là người đón và đưa em về nhà an toàn. Chứ đừng bao giờ lên nhầm xe nữa nhé. Em đồng ý.